Như vậy là bóng đã trong tay của cô gái bên phía Hoa Sen. Một tình huống ném 3 điểm và 3 điểm thành công. Tốt, một ném rất tốt nhưng tuy nhiên bóng lại đi ra ngoài. Có 2 điểm dành cho Hoa Sen. Người vừa ghi điểm là cầu thủ áo số 7. Đây là Ngọc Hân. Trả bóng về cho Ngọc Hân, một cú ném 3 điểm của cầu thủ mang áo số 11. Có điểm cho cầu thủ mang áo số 11, quen thuộc đối với cầu thủ Hoa Sen. Chính xác hơn là một điểm quen thuộc của Ngọc Như. Ngọc Hân ném trung bình rất tốt, một tình huống full nắp. Nhưng sau đó, đây là danh sách, còn đây là tình huống phản công nhanh đến từ Ngọc Linh. Step quá đẹp. Thì đâu ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn. Tổng Đức Thanh đã bắt đầu trở lại trong trận đấu này. Tuy nhiên đây sẽ là một tình huống ném ba rất thẳng và bóng đã đi vào rổ. Lên bóng nào. Ngọc Linh, Ngọc Linh 1-2. Có 2 điểm. Aaron, Aaron dành cho Ngọc Linh. Tưởng Yến Nhi vẫn đang chứng minh rằng mình là một trung phong cực kỳ hoàn hảo trong việc. Và đây là tình huống ném 3 điểm thành công. Đây sẽ có một tình huống đáp trả hay không? Có đáp trả dành cho trả ra ngoài. Có điểm trợ không phải đến từ một cầu thủ Tôn Đức Thắng mà là hai cầu thủ bên phía Hoa Sen. Yến Nhi là một cầu thủ trong trận đấu bán kết ngày hôm qua không đóng góp quá nhiều cho mặt trận tấn công. Nhưng đây là Thúy Huy, một người thi đấu rất là ngược lại. Còn có đủ thời gian mà. Còn đây là 3 giây cuối cùng, một tình huống nỗ lực. Đây là người có bao nhiêu? Em hơi thiếu lực. Quyết định đánh ở vùng bách đo rồi. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ Hoa Sen. Thùy Anh có 2 điểm cho Thùy Anh. Kế trước thể hình của quý vị. Vâng, một tình huống N1, đó là N1 chứ không phải là lỗi tấn công thưa anh Thái Sơn. Đưa cái cánh tay của mình ra một chút thôi, chắc chắn là bị đổi lỗi tấn công. Đây là offensive rebound và đây là điểm số second chance. Rất rồi đè vừa rồi là quá đáng tiếc. Và bây giờ đi vào phòng thủ Thùy Anh. Và lại là bóng Châu Giang, Yến Nhi. Đây là một bài phối hợp tam giác. Huy Gồn với lại 3 tình huống dứt điểm thành công. Nhưng đây sẽ là Ngọc Trâm. Ném xa, có điểm dành cho cầu thủ Thanh Hiền. Bóng đẩy vào cho Ngọc Như. Tay trái dân trừ cho một cú ném 3 điểm. Nhưng đây là Ngọc Như có phải chống rồi. Dứt điểm là đây, ném 3 rất thẳng. Bóng đi vào rổ. Trúc Linh, một tình huống băng phách nhưng chưa thực sự đi qua được người. Lại là Trúc Linh. Bây giờ đang nói ở đây từ đâu. Nhiệt huyết như thế này cơ mà. Đây, Ngọc Như, Ngọc Như. Một cầu thủ đang đi thăng hẹp bên phía Ngọc Trâm. Trúc Linh đưa bóng cho Ngọc Linh. Ngọc Linh trả lại Trúc Linh. Và bây giờ lại là đâm thẳng. Nhưng mà là lần này kết quả đã khác. Có 2 điểm dành cho Trúc Linh. Còn ở đây sẽ là phản công. Trúc Linh thi đấu rất uy lực vào phía trong. Vẫn là bài đánh cuối cùng. Bóng đã leo rổ đi vào lưới. Đụng phải một bức tường nhưng có đây. Đây sẽ là một tình huống của Ngọc Linh. Trúc Linh ghi 3 điểm. Trúc Linh bóng đi lầm bập. Châu Giang, Yến Nhi. Yến Nhi bắt được rebound. Và Yến Nhi có cơ hội nâng điểm sụp. Bóng trả ra. Trúc Linh rất hay. Một tình huống chuyền bóng. Và tôi phải nói rằng cái khe cửa quá hẹp như vậy mà Trúc Linh vẫn đưa được trái bóng đến tay của thằng Thúy Vy vừa rồi đã có một tình huống đi bước rất hay nhưng không có đẹp. Đây sẽ là một tình huống nỗ lực đến 3. Nó tiền bật nét dành cho cầu thủ mang áo số 91. Dùng bóng đến tay của Yến Nhi. Một đường truyền rất tốt cho Châu Giang. Một cú ném trung bình hơi thiếu lực một chút. Nhưng Yến Nhi cô đang kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa lộ và có second chance. 18 giây. Trời ơi, một cú euro step quá đẹp của Trúc Linh. Còn lại Ngọc Trâm đang thoáng. Có 2 điểm. Bao giờ bị tới hay không? Quá chống trả cho Châu Giang. Không ném đưa bóng sang cho Trúc Linh. 1-3. Và có điểm dành cho cầu thủ mang áo số 6.
nhìn thấy phó huấn luyện viên Việt Hà đang chỉ đạo rất nhiệt, và chính cái nhiệt đó đã chuyển đến cho Trung Linh. 6 điểm dẫn trước cho trận đấu thắng ở đầu hiệp thi đấu thứ tư này. Ngọc Linh một bước drop step cực kỳ đẹp mắt, nhưng không sao, đây sẽ là Yến Nhi. 100% field goal cho cô gái này. Thúy Vi có điểm tính cho Thúy Vi, vẫn được. Chưa thực hiện stop ball. Hoa Sen nên thực hiện stop ball sớm hơn. Nằm lối chắc chắn là nằm lối. Nhưng đây Thanh Nhã chứng minh rằng chính xác là như vậy. Nhưng điểm hơi thiếu lực quá thôi. Trong khi đó Thanh Nhã đây cực kỳ hot hand dành cho các cầu thủ Tông Đức Thắng. Anh Hiền, Thúy Anh, Ngọc Hân. Ngọc Hân ghi 3 điểm dành cho Hoa Sen, lại đẩy bóng xuống cho Thanh Nhã. Trung Linh quá đẹp mắt rồi. Đúng rồi, thì Trung Linh đã có rất nhiều lựa chọn nhưng không quyết định dứt điểm, và đây là cú hit check. 3 điểm tiếp theo dành cho Ngọc Hân. Đây là Châu Giang đổi người dẫn bóng lên rồi. Châu Giang rất thoải mái, hai đánh một không có đường truyền qua người rất dễ dàng, và có điểm cho cô gái vào số 10. Cũng đúng thuận lợi cá nhân, Ngọc Hân ném 3 điểm. 3 điểm thành công. Ngô Thị Yến Nhi có phải chống cho Châu Giang để ném rộng. Có điểm dành cho cầu thủ vào số 10. Vâng, cái chân của Ngọc Trâm, nhưng không sao. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hòa chiến. Chúc mừng đội đã thu về Tôn Đức Thắng. Cùng Tôn Đức Thắng đã là người lên ngôi vô địch. Vâng, Tôn Đức Thắng xin chúc mừng Tôn Đức Thắng. Khoảng cách dẫn điểm của Tôn Đức Thắng bị ảnh hưởng.